thực hiện giao dịch đơn giản và nhanh chóng với tính năng lựa chọn giao dịch ưa thích. Một tính năng mà mình rất thích ở K-Plus Việt Nam đó chính là việc mà K-Plus Việt Nam cho phép bạn tạo giao dịch ưa thích và các bạn để ở ngoài màn hình chính. Thì việc bạn giao dịch và bạn chuyển tiền cho những cái người thân hoặc là bạn bè và bạn hay chuyển tiền hay là bạn phải thanh toán gì đấy nó rất là đơn giản. Thì để mình thử tạo giao dịch ưa thích nhé. Như đây thì các bạn có thấy ví dụ mình đã tạo một giao dịch cho bố của mình. Thì bây giờ tạo một giao dịch mới đi. Tạo mới giao dịch ưa thích. Thì tương tự như việc chuyển tiền thôi thì sẽ có các bạn có thể chọn tài khoản gì. Việc chuyển khoản giữa các tài khoản cây banh với nhau hoặc là chuyển khoản từ cây banh sang ngân hàng khác. Nào thì mình sẽ chọn chuyển khoản giữa các tài khoản cây banh với nhau. Thì mình sẽ chọn tên ưa thích thì mình sẽ chọn là mẹ đi. Và chọn là ghi lên trang chủ. Sau đấy thì mình sẽ nhập chi tiết tài khoản là số tài khoản là tài khoản gì. Và bạn có thể là nhập số tiền, ví dụ là bạn chuyển định kỳ hàng tháng 100.000, 1 triệu hoặc là 10 triệu gì đấy, bạn có thể nhập vào đây. Bạn có thể chọn lưu số tiền. Mình thì mình thích là để số tiền tự do và mình có thể tùy chỉnh theo ý thích vào tùy từng thời điểm. Sau khi bạn nhập đầy đủ thông tin thì các bạn ấn là kiểm tra lại giao dịch ưa thích. Khi kiểm tra lại giao dịch ưa thích thì ứng dụng một lần nữa sẽ nhắc các bạn là xác định lại giao dịch và người nhận tiền cũng như số tài khoản là chính xác hay chưa. Khi các bạn đã xác định là tất cả chính xác rồi thì các bạn nhấn xác nhận giao dịch ưa thích. Rồi, chương trình báo đã là hoàn thành rồi, ứng dụng đã báo là hoàn tất. Thì các bạn nhấn vào hoàn tất. Thì sau khi các bạn thoát ra ngoài màn hình chính thì các bạn sẽ thấy giao dịch ưa thích của bạn xuất hiện ở đây. Hoàn tất.